Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái món này rất là ngon. Đó là món đào ngâm. Mình đào ngâm để mình làm trà đào uống các bạn. Thì ở đây mình có một ký ba đào. Đào này mình mua giỏ nè. Bây giờ cũng đang vô mùa đào luôn các bạn. Nhìn thấy mấy trái đào ngon không? Đó, mình đã rửa qua nước muối rồi. Giờ mình để đây đó. Thì ở đây mình có một ký ký ba đào, mình gọt vỏ xong mình bỏ hộp, thì nó sẽ còn được một ký thịt đó. Mình sẽ sử dụng ở đây là với hai cái chén đường cát trắng này đó, để mình ngâm đào nha. Thì để thực hiện cái món này như thế nào thì mời mọi người cùng vào bếp với mình nha. Đây mọi người ha, bắt đầu mình sẽ gọt đào, mình sẽ cho vào đây một chút xíu muối với lại nửa chiếc chanh nè, mình để cho đào không có bị thâm đen á. Cái đào của này mình gọt vỏ nha. Cái đào này của Trung Quốc nha các bạn ha. Bây giờ đang mùa đào á, không biết là nó có nhúng thuốc hay không, nhưng mà mình gọt vỏ chắc không sao đâu. Cho ngâm với nước muối nữa, mình nghĩ là đang mùa đào chắc nó sẽ ít cái nhúng thuốc đó. Mình chọn cái đào nó vừa hồn nữa các bạn, để mình ăn cái miếng đào nó được giòn á. Cái đào chín quá thì nó sẽ bị mềm á, nhưng mà ngược lại cái đào chín thì nó sẽ thơm hơn cái đào mà sống, nó mới hồn hồn thì nó không có thơm bằng. Nên là mà mình chọn cái đào này nè, mình có chọn một vài cái trái chín á để cho nấu ra cái nước nó sẽ thơm. Còn số còn lại là mấy cái trái nó còn mới hườm à. Sau khi mình gọt cái vỏ đào xong các bạn, mình ngâm ở đây cũng được một lúc rồi đó. Bây giờ mình vớt cái trái đào ra nha. Mình giữ cái phần nước này lại luôn đó. Cái này mình sẽ tách cái đào nha, cái thịt đó. Cái trái đào này cái hộp nó bị bể luôn rồi. Đây mình sẽ tách cái muối cao nữa bạn ha. Đó, mình tách cái muối cao gì nè. Chứ cái đào nó còn sống nó sẽ dễ tách cái muối cao hơn là cái đào chín. Cái đầu chính đó, mình sẽ khó tách lắm. Cứ lần lượt như vậy ha, mình sẽ tách hết cái gỗ đào này. Đúng không? Rất là giòn luôn á. Cho nên như vậy á, cho nên là mình chọn cái đào giòn này nè. Nó còn nó mới chưa có chín đó, nó mới hường thôi. Nó còn cái độ giòn thì mình làm cái ngâm cái đào nó sẽ giòn. Ở đây là cái ý thích của mình thôi. Thì mình làm mấy sau nhiều lần mình làm á, mình chọn cái đào chín á thì ăn cái miếng đào nó không có được ngon mà không có được giòn đó. Cái lần này mình rút kinh nghiệm là mình làm như vậy đó, mình tách cái muối cao như vậy đó. Mình chọn vài trái đào chín đó để cho nó có thơm thôi. Cái đó là mình nấu cái nước lên, nấu cho nó một lát mình sẽ ép cái nước ra, mình đổ vô cái nước đường mình ngâm luôn, mình nấu cái nước bằng cái nước đào chín đó, nó sẽ vừa được cái mùi thơm của đào, cái loại ăn cái miếng đào này nó được vừa giòn nữa đó. Mình kết hợp giữa hai cái lại với nhau.
Ê mọi người, cái phần thịt đào của mình tắt muối cao đã được xong rồi nha. Đó, mình đã ngâm được một lúc với cái nước muối ban đầu đó. Đó, bây giờ mình sẽ đi xả vào nước lạnh nha. Đây, đây là cái mình đã xả lại với nước lạnh rồi đó. Bạn thấy đào của mình nó không có bị thâm đen nha. Đó. Còn đây là cái phần đào chính, có chút xíu vỏ. Cái này mình sẽ đi ép thành nước. Đây mọi người, cái đào chính của mình đó mình ép ra được nhiêu nước này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái phần tiếp theo ha. Đó là mình sẽ đi nấu cái phần đường để làm cái nước đào này ha, ngâm cái đào này ha. Và bây giờ mình sẽ sử dụng một cái này là cái này lẩu mà ha, chảo lẩu. Còn mấy bạn có cái son thì mình bỏ vô cái son, mình có cái chảo lẩu mình để vô đây. Mình sẽ cho một chén đường vô đây bạn. Nãy mình có hai chén đường đó. Đó, mình sẽ cho vô đây một chén trước. Đó, để mình thắng cái đường caramel nha các bạn. Mình thắng đường caramel là để tạo cái màu á. Đó. Đó, mình sẽ cho vô đây một chút xíu nước. Đó là khoảng một mắt nước này thôi nha. Khoảng 570ml gì đó. Đó, mình cho cái đường nó vừa ướt gì thôi. Để cái đường nó sẽ tan ra nước nữa. Đó, mình bật bếp lên. Mọi người lưu ý là khi mình thắng đường caramel á là mình sẽ không quậy nha, không quậy không khuấy gì hết, để tự động sẽ nó đường nó tan và nó tự sỏi bột và nó tự tạo thành đường caramel luôn nha. Đó, nếu mà mình muốn cho nó nhanh bốc hơi á thì mình sẽ đảo cái chảo gì nè. Đó. Đó, mình không cần khuấy, khuấy là nó sẽ bị lợi đường các bạn. Đó, mình cứ để lửa vừa thôi. Bạn thấy là cái đường của mình nó tự sôi như vậy đó, nó sẽ nổi bọt khí lên. Đó, nó nổi bọt lên khi mà cái đường của mình nó vừa ngã màu vàng cánh gián là mình sẽ tắt bếp nha. Không để nhiều quá nó khét đen thành nước màu đen lạnh. Khâu này quan trọng á, thành bại màu đẹp là do khâu này. Nếu mà mình để quá nó sẽ đen, nó sẽ có cái vị đắng của đường nó cháy á. Đó, mình canh vừa tới thôi. Các bạn đợi chút xíu nha, cái đường của mình nó sẽ ngã màu. Thì mọi người, cái đường của mình nó đã ngã màu rồi. Đó, mình sẽ lắc đều cái chảo gì nha, cho được đường nó đều. Có cái màu của mình, cái màu đường của mình đẹp rồi đó ha. Đó, mình sẽ tắt bếp. Đó, tiếp tục. Mọi người sẽ cho mà chuẩn bị cho mình một cái ly nước như nè. Đây là một cái ly uống bia của mình đó. Mình sẽ cho vào đây. Đổ trực tiếp vào cái đường của mình. Tiếp tục mình sẽ bật bếp trở lại như vậy. Tiếp tục mình sẽ cho cái đường cát trắng cái chén còn lại vào luôn. Do mình dùng cái chảo lẩu này nên là mọi người thấy ít nước. Cho cái nước ít thì nó sẽ đậm đà hơn, thơm hơn nha. Nhiều nước quá nó sẽ bị nhạt. Rồi cái nước này, cái đường của mình cũng đã tan hoàn toàn rồi các bạn ha. Giờ mình sẽ cho cái đào này vào. Mình luộc. Mọi người canh giùm em là 5 phút nha. Để cho cái đào này nó sôi 5 phút là mình sẽ tắt bếp, mình nhờ vớt đào ra. Đúng 5 phút nữa mọi người, đừng để lâu quá cái đào của mình nó sẽ gục đi á, không còn giữ được cái độ giòn của đào á.
và mọi người canh giùm em là còn một phút cuối cùng á, mình sẽ cho cái nước ép đào này vô. Thì cái để sôi lâu quá nó sẽ bị bay đi hết cái mùi hương của đào á. Mình sẽ tắt bếp nha. Nó có hơi xíu bột này. Đủ đúng 5 phút các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vớt cái đào này ra. Đó, mình cho ra một cái dĩa to. Bây giờ mình đem đi hong gió nha, để chứ quạt gió cho nó nguội, cho nó nhanh nguội, cho nó còn giữ được cái độ giòn á. Không thì mọi người có bỏ vô ngăn loại ngăn đá cũng được, bỏ vô xíu cho nó nhanh nguội, giữ được cái độ giòn của đào. Vớt ra xong nha, giờ mình sẽ đem đi để chuột gió nha. Và để nguội mình sẽ cho vào lọ. Là cái nước đào này nè, mình cũng để đây cho nó nguội luôn nha. Nên mọi người, cái đào của mình đã để nguội rồi nè, và cái nước nó cũng đã nguội rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào cái lọ thủy tinh này nha. Đó, mình chuẩn bị một cái lọ thủy tinh như vậy. Đó, mình sẽ cho cái phần đào của mình vô. Tiếp tục mình sẽ cho cái phần nước vào luôn nha các bạn. Đây cái nước đào của mình. Nó rất là thơm các bạn. Đây mọi người thấy không? Thấy cái đào của mình rất là ngon ha. Nói cho mọi người thấy. Mình đã cho vào lọ xong, bây giờ mình sẽ đóng cái nắp lại, đóng cái nắp lại ha. Và bây giờ mình sẽ đi cho vào ngăn mát của tủ lạnh nhằm để qua một đêm á, là sáng ngày mai mình có thể ăn được rồi. Đó, mình sẽ làm một cái ly trà đào ha. Đó, cái công thức mình để chia sẻ ngâm đào đến đây cũng hết các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Nếu mà thấy hay cho mình một like và một đăng ký kênh nha.